ghê ghê mày. Đó, vô nè. Vô nè. Vô. Vô. Vô đi. Vô. Sao? Thấy bữa nay vui không? Vui. Một chút á, sẽ có trò hay nữa. Trò gì vậy? Một chút nữa đi rồi à, mọi người sẽ biết. Thử đi. Bỏ đi. Nà, ngon lắm. Đi lấy bia đi. Chạy miếng nước. Nè. Nè. Thế nào? Mới đầu nó dễ á, từ 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 cũng quen rồi. Sao? Ổn chưa? Ổn mà. Hôm nay á, ba má anh đi vắng rồi, mốt mới về lận. Em với thằng Minh á, cứ ở đây xóa thoải mái đi. Mà giờ này cũng trễ rồi, chắc em phải về á. Thảo nè, em chơi với tụi anh mấy tháng nay, em cũng biết tụi anh như thế nào mà đúng không? Rất là đàng hoàng, nên em á không có cái chuyện gì mà phải lo hết á. Anh em tốt chứ sao còn mày? Gì nữa, anh em tốt phải vậy mà. Em, tụi nó nói vậy rồi, em vẫn muốn từ chối. Nhưng mà đây là nhà của anh Khôi chứ có phải nhà anh đâu. Em á, em là bồ của thằng Minh thì cũng là bồ của anh thôi. À không, đọc lộn, em là bồ của thằng Minh, mà thằng Minh là anh em của anh, thì em cũng giống như là em gái của anh thôi, hiểu không? Nên cứ chơi thoải mái đi, anh sẽ nhường cho tụi em một phòng. Anh với anh Bảo không làm gì đâu, yên tâm đi. Mày nói lẹo lưỡi lần nữa tao đốt mày nghe mày. Thằng Khôi nó nói đúng á, em cứ yên tâm, thoải mái ở đây đi. Ờ, thôi để tính sau đi ha, bây giờ mình xóa nè. Rồi, mấy cậu vô. Ủa, bia đâu, rót đi. Trời mẹ, để tao. Chán quá, làm mất hứng hết trơn à. Bia đây, bia bao la. Ê, Khôi ơi, ông bà già mày về hay gì vậy? Làm gì có. Rồi, để tao ra coi thử coi. Rồi, mày rót bia đi nha, rót bia đi. Mày không nổi tao chắc. Em với anh uống tiếp. Kệ cho đại đi. Chắc à, mấy bà hàng xóm nghe ồn ào quá, qua mắng vốn chứ không có gì hết trơn á. Tao đảm bảo mày mấy bà nhiều chuyện luôn. Mấy bà trong xóm tao cũng vậy. Chứ còn gì nữa. Dĩ quay á. Vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Vô. Vô. Ủa, ghế còn trống sao không ngồi? Ngồi đó không thấy cấn hả? Anh đi đâu vậy? Đi về. Không. Thôi ông anh ngồi làm ly với tụi em luôn đi. Ờ à, đúng rồi. Làm ly nè. Đi về. Tự nhiên em đang chơi với bạn mà dễ gì. Thôi không mấy anh ngồi làm ly với tụi em luôn à, anh. Đúng rồi. Nè ly nè anh, làm ly ha. Buông ra. Buông em ra. Nè. Buông em anh ra bình tĩnh một chút. Ở đây không phải nhà của anh. Anh đừng có vô mà tự nhiên như vậy. Không muốn làm gì làm đâu nha. Anh Tuấn bớt nóng đi, ngồi xuống đây uống tụi em lon. Anh kêu đi về. Đi về. Mẹ nó, mất hứng thì chứ trời, chút nữa là hết bị em Thảo rồi má.
Thôi vô đi. Vô tụi bay. Dạ tính sao đây? Sao là sao? Ủa, bể hết kế hoạch rồi bây giờ phải tính phương án khác chứ. Không lẽ bỏ qua tôi nói như vậy hả? Rồi bây giờ, bây giờ anh nó dẫn nó về rồi, xử lý sao ba? Mày dở quá. Uống hết lon đi nghỉ. Mẹ. Anh làm gì vậy hả? Làm gì là làm gì? Tự nhiên em đang chơi với bạn anh hầm hầm nhào vô vậy, anh không biết mất mặt em hả? Mày còn nói nữa hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Có biết coi đồng hồ không? Trễ rồi. Mày con gái con lứa đi ra ngoài chơi với ba thằng đàn ông, mày không sợ hả? Mày nghĩ gì trong đầu hả Thảo? Hả? Bộ đàn ông không phải là con người hả? Con người với con người chơi với nhau như bạn thôi có gì đâu. Anh làm như là tụi nó hiếp em vậy đó. Trời. Mà thử tao không tới rồi tụi nó có hiếp mày không? Em lớn rồi, em biết là em nên làm gì. Anh đừng có kìm kẹp em suốt ngày như vậy nữa. Anh xin lỗi nhưng mà em ơi, bây giờ cũng trễ rồi. Em thì đi ra ngoài chơi vậy, anh thì gọi điện không được, nhắn tin em không trả lời. Em lớn rồi. Thảo. Thảo. Alo, em nghe. Em đang làm gì? À, em đâu làm gì đâu. Tắm rửa chưa? Ừ, em tắm rồi. Mà mấy anh còn chơi không? Chơi gì nữa, em về là dẹp luôn rồi, thiếu em đâu có vui. Ừ, thì cũng khuya rồi, mấy anh cũng về được rồi. Anh nhớ em quá à. Em có nhớ anh không? Mới gặp em mà anh nhớ rồi hả? Nhớ chứ. Nhớ tới nỗi trằn trọc không ngủ được luôn. Nhớ tới vậy luôn. Thiệt mà. Ước gì giờ ha, được ôm em ngủ, trời sướng lắm. Thôi xạo quá. Hay giờ mình gặp nhau đi. Gì vậy ba? Giờ này khuya rồi mà còn gặp cái gì? Anh em ngủ chưa? Em không biết nữa mà chắc ông ngủ rồi. Vậy anh qua nhà anh rước em nghe. Thôi. Vậy nha, 10 phút nữa anh có mặt. À, alo. Ê. Ê. Cái gì vậy trời? Tên tên. Đây là vòng VIP đó nha. Mà sao em lúng túng vậy? Bộ lần đầu tiên em vô đây hả? Đâu có đâu. Lần đầu gì mà lần đầu. Anh tào lao quá. Đúng rồi. Nhưng chơi lần đầu là dở lắm. Đã nói là không phải rồi mà. Anh tưởng 20 tuổi mà lần đầu vô đây là kỳ lắm á. Anh mà chọc nữa là em giận đó nha. Xin lỗi công chúa của anh. Em muốn gì không? Gì cũng được. Anh hỏi vậy thôi, Chinh chuẩn bị hết rồi. Nâng ly.
mà đắng vậy anh? Em sao vậy? Anh thấy ngon mà. Em không uống đâu, đắng quá. Để anh đút cho em uống nè. Anh mà ép nữa là em đi về đó nha. Thì thôi. Em uống gì nữa không? Sáng giờ em cũng uống nhiều rồi đó. Thôi, em không uống thì anh không ép. Anh nhắn tin cho ai vậy? Anh lấy điện thoại ra coi giờ thôi. Ở bên cạnh em mà anh cũng cần phải coi đồng hồ nữa hả? Thói quen của anh mà. Đưa điện thoại anh đi. Đây. Trả nè. Sao giờ? Anh giận hả? Thôi, con trai mà giận dỗi cái gì. Ngoan nè. Yêu em không? Anh yêu em. Em bị sao vậy? Hôm nay em thấy không được khỏe. Anh đưa em về nha. Để em tự về cũng được. Tao tao mua nước ngọt cho nó uống là được rồi. Đúng rồi, có nhiều đó thôi mà cũng biết. Ai mà biết đâu. Làm tao với anh Bảo hôm qua bút cái phòng, đợi hoàng mới tới. Tốn cả mớ tiền, đã vậy ông quản lý còn tưởng tao với nó là gây. Vô làm vậy nè. Mày ngon rồi, kêu anh em có phúc cùng hưởng cho đã. Mình hưởng luôn. Hưởng cái con khỉ. Hôm qua bỏ về thiệt luôn. Thôi có thì nhận đi, chối làm gì. Tao nói xạo tụi mày làm gì. Rồi hiểu rồi. Kiểu này chắc nó dồ dập nhỏ dữ quá, nhỏ sợ nên bỏ về. Tao đã nói với mày rồi, con người ta mới nhú, cái gì cũng phải từ từ thôi. Nó nói với tao đây không phải là lần đầu của nó. Mày tin nó chắc? Nhìn nó đua đòi ăn chơi vậy thôi chứ còn xanh lắm mày ơi. Thôi, cố gắng làm sao nha mày. Rồi rồi, biết rồi. Nó gọi chắc luôn. Alo, anh nè. Nè. Gì đây? Em nấu cơm cho anh đó. Sao hôm nay lại nấu cơm cho anh? Bộ anh không thích ăn cơm em nấu hả? Có. Thích chứ. Thì ăn đi. Thực ra là em muốn xin lỗi anh chuyện ngày hôm qua. Có gì đâu. Không phải là em không yêu anh đâu. Anh biết mà. Tại vì do anh hơi hấp tấp thôi phải không? Nhưng mà anh có yêu em không? Sao em hỏi hoài vậy? Thì em hỏi cho chắc chứ. Từ giờ về sau ngày nào cũng sẽ hỏi. Chỉ cần anh trả lời thiệt thôi. Có. Cô nương. Em tin anh. Vậy thôi anh ăn nhiều giờ đi.
Ngon quá. Ngon thì ăn nhiều vô đi. Tí nữa qua nhà ăn khôi chơi. Hôm nay thứ hai mà anh không đi làm hả? Không, anh nghỉ chỗ đó rồi. Sao anh không nói cho em biết? Anh thấy chỗ đó không phù hợp với anh. Giờ anh nói cho em biết nè. Hay là em kêu ông Tuấn giới thiệu anh qua văn phòng của ổng làm nha. Thôi thôi thôi. Anh tự đi kiếm việc được. Anh có bằng cấp mà. Vậy tí qua nhà anh Khôi nha. Em không qua đâu, lát nữa em có việc rồi. Nói chung là em cũng không thích cho lắm. Hôm bữa đó em cũng có cố gắng thử rồi, nhưng mà cũng không thích. Em không có thích anh suốt ngày cứ tụ tập nhậu nhẹt, xong rồi hút cần, xong rồi nói nhảm cả ngày với bọn họ đâu. Em cảm thấy là em không hợp với thế giới quan của họ. Vậy mà anh tưởng. Em thấy anh cũng không nên tốn nhiều thời gian để chơi bời với bọn họ đâu đó. Vậy sao ngay từ đầu em lại thích anh? Thì tại vì em lỡ yêu anh rồi. Nhưng mà mấy cái đó lâu lâu chơi thì vui thôi, chứ chơi hoài chán chết. Để tí anh đưa em lên trường nha. Ừ. Ê. Ủa, Thảo đâu? Sao có mình mày vậy? Đi học rồi. Sao không kêu em nó cúp học luôn? Qua có sơ muối được gì đâu. Tụi mày dẹp cái trò đó đi. Trời trời, thằng Minh nói gì mày? Mày bị ngáo hả? Tao nói thiệt, tụi bây dẹp cái trò này đi, có ngày đi tù. Trời, mới nãy còn, giờ nó lật còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Chắc bị á, Thảo đá rồi vậy. Thôi, không có gì đâu, không có con này kiếm con khác. Không phải là bị đá, vấn đề là con người ta nuôi lớn lên cho ăn học đàng hoàng, mà tụi mình bày ra cái trò hiếp dâm tập thể. Tao thấy có lỗi. Nó bơm cái gì vô đầu mày vậy? Nói chuyện như thầy chùa vậy ba. Tao nói thiệt, tụi mày bỏ đi mà làm người. Ủa, rõ nhậu hả mày? Cái thằng này mày làm gì vậy? Chắc nó giác ngộ rồi mày ơi. Anh có muốn uống gì không? Không. Bữa nay anh không chuẩn bị gì hết hả? Không luôn. Nói. Anh yêu em. Nè, ăn thử đi, coi có ngon không. Ừ, được á. Anh khen em một tiếng không được hả? Chú, ngon dữ vậy. Ngon á. Được chưa? Thích được chưa không? Thích. Ok, dẹp luôn khỏi ăn. Đem đâu hả? Muốn ăn không? Ăn chứ, anh đang đói mà. Muốn ăn thì nói chuyện cho đàng hoàng. Em gái tôi nấu ăn là ngon lắm á ngàn. Ngon á, món đó ngon nhất á. Phải vậy chứ. Tự nấu ăn rồi tự nấu. Anh Tuấn.
Anh Tuấn ơi, đi đâu rồi trời? Thử đi. Thử gì? Em đang ăn thì tự nhiên mắc ói thôi, có gì đâu mà thử. Thử đi. Vô toilet thử đi. Em vừa thử hồi sáng rồi. Cô ai? Em tự lo được. Tự lo là sao em? Thì em đi nói chuyện với cha đứa bé thôi, chứ có gì đâu. Của ai? Em đã nói là em tự giải quyết được. Tao hỏi của ai? Anh thôi cái giọng đó đi được không? Em lớn rồi, em tự lo cho em được. Em không có bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Anh đừng có lớn tiếng cho mặt em như vậy. Thảo. Ê, em đang có thai đó, anh đừng có kéo mạnh như vậy. Anh đi làm đi, em đi học đi. Em có chuyện gì mà gọi anh qua đây gấp vậy? Em mới thử hồi sáng. Thử gì? Em có thai rồi. Em có thai với anh rồi. Sao có thai nhanh như vậy được? Sao em biết được? Sao bữa đó anh không dùng bao? Làm sao anh biết đó là con của anh? Anh đang nói gì vậy anh Minh? Không phải là con của anh thì con của ai? Sao anh biết nó là con của anh? Lỡ như em... Nó là con của anh. Em chỉ yêu mình anh thôi. Tỏ ra là một người đàn ông chút đi Minh. Em nói nó là con của anh, thì giờ em chứng minh đi. Anh nghĩ sao vậy? Anh có đang tỉnh táo không hả? Anh đang rất là tỉnh táo. Em chứng minh đi. Chứng minh? Anh muốn tôi phải chứng minh như thế nào hả? Chứng minh như thế nào? Đó là sự lựa chọn của em. Anh khốn nạn quá rồi đó. Em đừng có chửi anh. Tự nhiên không không em kêu anh ra đây, rồi em nói em có thai với anh. Làm sao anh biết đó là con của anh? Lỡ như em đang quen anh, rồi em quen thêm 3-4 thằng thì sao? Anh với em chỉ mới quen nhau có 3-4 tháng nay thôi. Em là người thế nào? Sao anh biết được? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh nghe một điều. Anh là một thằng khốn nạn, chó đẻ, bị ổi, bẩn thỉu, vô liêm sỉ. Anh biết đi. Cho anh hai. Thảo, Thảo,
mở cửa cho anh hai thôi. Đừng không nữa em. Mở cửa cho anh hai thôi. Mở cửa cho anh hai Thảo. 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 Mở cửa cho anh hai Thảo. Thảo ơi, mở cửa cho anh hai đi Thảo ơi. Đừng làm anh hai lo mà Thảo. 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 Mở cửa cho anh hai nghe không? Thảo. Thảo. Em làm gì trong đó Thảo? Thảo. Thảo ơi, mở cửa cho anh hai đi Thảo ơi. Đừng làm anh hai lo mà Thảo. 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 Mở cửa cho anh hai đi Thảo, đừng có vậy. Nín, 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 nín em. Nín, 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 nín Thảo. Con hai Thảo, nín Thảo. Nín em. Nín, 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 nín em ơi. Không có gì nghe, không có gì nghe. Nín, nín Thảo. Nín. Nghe lại anh hai không? Nghe lại anh hai không? Nín. Nín. Trời ơi, nó có bầu thiệt hả? Sao mày không xài bao? Cái thằng này ẩu. Ai mà biết dễ dính vậy đâu. Rồi giờ mày tính sao? Tính sao? Má nó nhức đầu quá. Hay là mày dẫn nó đi phá đi, dù gì cũng còn mới mà. Tào lao mày, phá thai nghiệp lắm đó. Chứ hôm bữa tụi mình tính hiếp dâm tập thể bổn nghiệp hả mày? Mà sao mày biết nó con của mày? Biết đâu của thằng khác thì sao? Đúng không? Con của tao. Sao mày biết? Thì tụi mày biết nó là con của tao được rồi, khỏi bàn chuyện đó. Không, mày phải nói cụ thể ra để ở đây biết được chia sẻ với mày nữa chứ. Nó yêu tao thật lòng nên chỉ có mình tao thôi, được chưa? Theo tao nghĩ bây giờ mày nên về nói với ông bà già mày đi, rồi đám cưới sớm chứ không thoát được đâu. Ừ. Trời ơi, con con. Anh à, bình tĩnh. Anh à, anh à. Thôi đi, có gì thì nói. Thôi đi anh. Ta về mà Tuấn. Con em tao đã yêu mày, nó trao sự trinh trắng cho mày. Tới khi hay tin nó có bầu mày sao? Mày chối quay quẩy. Con em tao nó ngu. Nó ngu mới bán theo cái thằng cặn bã chó đẻ như. Mày là thằng đàn ông hèn. Mày hèn lắm. Mày về lấy cái quần lót của bà già mày đội lên đầu đi con chó. Xin lỗi. Má mày. Má mày á. Em của tao mà. Tao muốn gặp ông bà già mày. Đi rồi. Hú bà hồn bảy vía. Có sao mày? Nhưng mà ổng mạnh quá mày ơi. Tụi tao không làm được cái gì hết á. Má hên. Má chưa hiếp mà chứ má hiếp ông đuổi chết ba đứa mình luôn á. Thôi, cố gắng đi. Bây giờ á, không còn cách nào đâu. Chỉ có về nói chuyện với ba mẹ thôi. Rồi, bây giờ có chuyện gì trình bày á, cậu cứ nói ra đi, tôi nghe. Dạ, thưa cô chú,
Con nhỏ em con tên Thảo, thì nó có quen bé Minh con của cô chú. Mà giờ nhỏ em cũng mang bầu rồi. Dạ. Chuyện này á thì tôi cũng được con trai tôi nó nói với tôi qua rồi. Dạ. Ừ, nhưng mà mục đích ngày hôm nay cậu tới đây gặp vợ chồng tôi là có chuyện gì? Hả? Con vừa... Ủa Minh, em có nói với ba mẹ em chưa em Minh? Dạ, dạ em có nói. Dạ cô chú cứ hỏi, hỏi Minh là biết. Dạ. Thì con cũng muốn cô chú tính cho tính cái chuyện mà đám cưới, cưới hỏi đàng hoàng cho em của con nó nở mặt chứ người ta. Dạ. Nè cậu kia, cậu vừa nói gì vậy? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu lấy tư cách gì mà bước vô nhà này đòi hỏi chuyện đám cưới này nọ với tôi hả? Ba mẹ cậu đâu? Dạ con là anh của bé Thảo, thì quyền huynh thế phụ anh cũng giống như ba. Tôi hỏi ba mẹ cậu đâu? Dạ ba con mất rồi. Chỉ còn mẹ cậu? Dạ mẹ cũng mất luôn rồi, giờ chỉ còn con thôi. Thì con nuôi dạy nó từ nhỏ tới lớn, thì cũng là người thân duy nhất, thì con cũng có cái quyền, cái tư cách để mà nhờ cô chú cho Minh nó chịu trách nhiệm với em của con. Dạ. Mồ côi. Nè cậu, tôi nói cho cậu biết, gia đình của tôi á là gia đình gia giáo đàng hoàng, có địa vị xã hội hẳn hoi. Thằng Minh á, từ nhỏ tới lớn tôi cũng nuôi cho nó ăn học, không thể nào mà nó làm ra cái chuyện đó được. Dạ thằng Minh á, nó xác nhận cái thai là của nó. Dạ đúng, cái thai đó là của con đó. Cô sao vậy con? Ủa bây giờ nó nói cái gì rồi con cũng tin nó hết hả? Sao con dễ tin người quá vậy? Ủa cô, cái công nghệ bây giờ nó tiên tiến, nó hiện đại dữ lắm. Cái xét nghiệm ADN chỉ cần cái thai 8 tuần tuổi là đã biết kết quả rồi mà. Được, vậy thì cậu cầm cái bản xét nghiệm đó, khi nào có mang tới đây gặp tôi rồi hãy bàn tiếp nha. Ông già ông nói chuyện cho đàng hoàng nha, ăn bậy chứ không có nói bậy được. Ông sống làm sao để cho con cháu nó có đức có độ, nó sau này nó còn sống với ông nói chuyện như là con em của tôi nó yêu con trai ông, con trai ông cũng xác nhận cái thai đó cũng là của nó. Không lẽ bây giờ ông đợi tới cái thai 2 tháng tuổi ông mới chịu nhận hả? Hả? Ông nói chuyện như đứa con nít vậy. Cậu kia, cậu nói năng cho đàng hoàng nghe. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu chỉ là một thằng con nít ranh, vẫn còn hôi sữa, không cha không mẹ. Cậu lấy cái quyền gì mà vô đây xài xể dạy đời tôi? Mời cô ra khỏi nhà. Mà nè cậu, con trai tôi á, tôi sanh ra tôi biết. Thằng Minh từ nhỏ tới lớn á, nó ngoan hiền lắm, nó còn có cái tính dễ tin người nữa. Em cậu thấy vậy rồi dụ dỗ nó để bữa nay cậu tới đây, cậu tính ăn dạ gia đình tôi à? Mà chắc gì cái thai đó là cái thai của thằng Minh. Biết đâu em của cậu ăn chơi đàn đúm rồi có bầu với ai đó, xong rồi bây giờ đổ thừa cho con trai tôi. Ai ăn ốc bắt con tôi đổ vỏ là sao? Nè, nhà tôi không bao giờ chứa chấp cái thứ chữ quan đó nha. Cậu tính làm gì? Mời cậu về cho. Già giàu quá. Mày vừa nói cái gì đó? Còn mày nữa, mày liên tục cái gì? Còn gì cái?
Sao rồi anh? Ba mẹ Minh nói sao? Người ta có khó chịu không? Không, ổn hết rồi. Ổn là sao anh? Là bên nhà trai nói cho thời gian, đợi người ta sẽ cưới không đàng hoàng, đừng có lo nữa. Thiệt hả anh? Thiệt chứ. Làm nãy giờ ở nhà em là muốn chết luôn á. Em cứ sợ là ba mẹ mình không chịu. Ba mẹ mình chịu mà. Gọi ai ạ? Em gọi anh Minh. Đừng. Ý anh nói là bây giờ bên Bảnh đang lu bu lắm. Thì thôi, đợi vài bữa nó hãy gọi cho nó. Chứ bây giờ em gọi cho anh Minh nó bối rối thêm á. Ờ ha, anh nói cũng có lý. Em cảm ơn anh. Có gì đâu cảm ơn anh. Thì anh không chửi em mà còn giúp em nữa. Em là em gái anh, lo lắng cho em là trách nhiệm của anh. Ôi, nước mắt rưng rưng rồi kìa. Đừng có nói với em là đang khóc nha. Có đâu. Tại thấy em mới còn nhỏ xíu, giờ lớn sắp lấy chồng rồi, thấy xúc động. Ờ ha, anh nhắc em mới nhớ, em sắp đi lấy chồng rồi. Trời ơi, em còn trẻ quá à. Em chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết á. Giờ làm sao đây ta? Em lo quá à. Khùng quá, có gì đâu mà lo. Cứ tỏ ra bình thường thôi, hạnh phúc mà. Lo sao không lo? Em ngáo ngơ vậy nè, em không biết làm gì hết á. Rồi người ta ghét em thiện sao? Cảnh mẹ chồng nàng dâu ở đó, em không biết là anh Minh sẽ bên em hay là bên mẹ của ảnh nữa. Rồi em coi phim á, cảnh mấy mẹ chồng nàng dâu drama lắm luôn á anh. Không biết là em có chịu nổi không nữa. Thì nhắm mà chịu không nổi thì hãy đưa ra riêng. Anh làm như là dễ lắm vậy. Có tiền không mua nhà ở riêng? Thì không mua nhà được thì thuê nhà. Cùng lắm thì về đây ở với anh. Ờ ha, em ở với anh cũng được á. Có gì anh còn bên em nữa chứ, đúng không? Nhưng mà nhà anh Minh khó vậy, có cho anh Minh ra ở rể không ta? Cho hay là không? Ờ, mà chắc là cho. Tại vì ba mẹ anh Minh cũng thương anh Minh mà. Với lại con trai một nữa, muốn gì mà không được. Mà gặp anh Minh còn yêu thương mình nữa, chắc chắn sau này mình sẽ là một cô dâu đẹp nhất trong lễ cưới. Nghĩ tới đó thôi mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Gia đình mày xuống dưới làm gia đình gia giáo này nghiệp. Can't return back.
Con, món này con thích nhất đó. Ăn nhiều nhiều vô nha. Dạo này mày thấy con hơi ốm đó. Ba với mẹ định vậy thiệt hả? Định như vậy là định sao con? Chuyện của con với Thảo. Chứ con định sao? Con muốn cưới Thảo. Cái thằng này, mày bị hâm hả? Hai anh em nhà nó là cái thứ mồ côi không cha không mẹ, không có người dạy dỗ tử tế cho nên mới như vậy đó. Con cũng thấy rồi đó, thằng anh á thì ăn nói sức sược hỗn hào, còn con em thì sao, đàn đúm ăn chơi. Rồi bây giờ thì sao, có bầu chữ quan nè, hai anh em nó không đủ tư cách bước chân vô cái nhà này nghe. Mẹ, mẹ mày nói đúng đó. Ba với mẹ đừng có nghĩ như vậy. Thảo là người tốt, là một người ngoan hiền. Tất cả là lỗi của con. Con phải chịu trách nhiệm với Thảo. Tại sao mày nghĩ mày có lỗi? Tại vì con đưa Thảo vô khách sạn, con không dùng bao nên Thảo mới có thai. Ôi, còn khéo lo. Thằng đàn ông nào á mà nó không có ham muốn. Làm thân con gái thì phải biết giữ mình con à. Nó ngu thì nó chịu, con mắc cái gì phải ấy nấy. Mẹ mày nói đúng, không phải dạng đị điếm thì cũng là loại con gái chẳng ra gì, dễ dãi, chưa gì hết đã nằm ngửa ra. Ngu thì chết, mày còn ở đó mày binh nữa. Lo ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi kìa. Mùi xăng đâu vậy? Bà ơi, Minh ơi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà gọi giật ngược vậy? Bà ngửi thử coi nghe mùi gì không? Trời, sao mà nghe mùi xăng nồng đặc vậy nè? Thôi chết rồi ông ơi, có khi nào cái thằng ranh con hôm qua nó tính đốt nhà mình không ông? Thôi không được rồi, báo công an, báo công an liền, đi. Không có phải đâu ba mẹ. Tại vì xe con á, nó bị lỏng cái van bình xăng con, cho nên con để từ tối hôm qua tới giờ nó chảy ra thôi à. Chứ ba mẹ nghĩ đi, người ta mà muốn đốt nhà mình, người ta châm xăng người ta đốt rồi, đúng không? Con nói cái gì cái thằng vậy này, con? Mày ăn nói bậy bạ kiểu gì vậy mày? Hết chuyện đi trù nhà bị đốt mà ai dám đốt cái nhà này? Ba nữa hả? Chắc không có gì đâu. Bất quá chiều nay đi làm về á, tôi ghé tiệm, tôi mua thêm cái camera an ninh, tôi lắp trước nhà cho yên tâm. Đúng rồi, ông mua cái camera đi, lắp vô cho nó an tâm, có chuyện gì cái mình kiểm soát mình biết được ha. Còn mày á, dạ, xe rỉ xăng lo mà đem đi sửa đi nha. Con chuẩn bị đem đi sửa nè ba. Thôi trễ rồi, tôi đi làm nha, để tài xế đợi ngoài á. Đi cẩn thận nhau. Nè, con coi cái xe coi làm sao, rồi đi sửa sớm nha con nha. Đừng có để như vậy, nguy hiểm lắm đó.
Dạ con biết rồi mẹ. Ừ. Ngồi đi. Thảo, anh xin lỗi. Em đang suy nghĩ không biết là có nên tha lỗi cho anh hay không đây. Thảo ơi, bây giờ em vô phòng nghỉ xíu đi, anh nói chuyện với mình xíu. Thì cứ nói chuyện đi, em nghe cũng được mà. Vậy thôi đi ra ngoài nói chuyện với tao. Dạ. Thôi ở lại đi, em đi. Sao không uống? Dạ. Mà anh tính đốt nhà em thiệt hả? Mày còn ngồi ở đây, nhà mày không có cháy tức là không có ai đốt. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là nhà mày tính làm sao rồi. Bà mẹ em cũng vậy à, chưa có đổi ý. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ có trách nhiệm với mẹ con Thảo mà. Trách nhiệm? Mày tính trách nhiệm làm sao? Thì em sẽ đi làm, em kiếm tiền lo cho mẹ con Thảo. Đi làm ha? Nói thiệt nha, tao thấy mày lông bông thấy mẹ. Rốt cuộc tao không biết mày làm cái nghề gì luôn. Bán xì ke hả? Không, em có bằng cao đẳng mà. Không kiếm được tiền vẫn ăn bám cha mẹ. Trước đây có đi làm nhiều việc lắm, nhưng mà không có phù hợp với em nên em nghỉ hết rồi. À, là mày vẫn ăn bám cha mẹ. Đúng là con trai cưng. Em bây giờ là đàn ông rồi, em lo cho mẹ con Thảo được. Kế hoạch của em á là em với Thảo sẽ dọn ra ở riêng. Em sẽ đi làm kiếm tiền, còn Thảo ở nhà dưỡng thai. Anh thấy sao? Nói thiệt, thân mày mày lo chưa xong nữa. Làm sao mày... Thảo, không có một cái đám cưới nào ở đây hết hả? Anh Tuấn, sao hôm qua anh nói với em khác? À, bình tĩnh, anh đang giải quyết. Mình, ba mẹ vẫn không chấp nhận tôi đúng không? Anh đang thuyết phục ba mẹ anh. Thảo, em cho anh thời gian đi Thảo. Sao hôm qua anh lại nói dối em? Sao hôm qua anh nói với em được đồng thuận mà hôm nay lại như vậy hả? Hôm qua thì anh đang xử lý đây, sao em nghe lén cuộc nói chuyện này làm gì? Sao anh lại gạt em? Anh có phải là anh của em không vợ? Mày còn hỏi được câu đó nữa hả? Tao là anh của mày nên tao mới lo cho mày. Dặn mày bao nhiêu lần rồi hả? Tránh xa cái loại cặn bã này ra. Mày cứng đầu có nghe không? Có nghe không? Giờ kết quả sao vậy tại quầy? Mày muốn nghe ông bà già nó nói gì về mày đúng không? Mày thiệt là muốn nghe không? Anh Tuấn, đừng nói anh. Nói đi, em đang muốn nghe. Thảo, không có chuyện gì đâu em. Em bình tĩnh đi. Anh im đi. Hai người đó nói cái gì? Ông bà già nó chửi mày là... Anh Tuấn, anh thôi đi. Em cũng đau khổ lắm chứ bộ. Em cũng thương Thảo chứ bộ. Thảo, em nghe anh nói nè, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, có trách nhiệm với mẹ con em. Một cái đám cưới, một cái đám cưới anh chắc chắn sẽ làm được. Em cho anh thời gian nghe Thảo. Thời buổi hiện đại bây giờ đâu có nhất thiết phải đám cưới liền đâu Thảo. Em cho anh thời gian, anh sẽ đi kiếm thiệt nhiều tiền, tổ chức cho em một cái đám cưới thiệt là lớn, rồi con chúng ta sẽ cầm mông bước lên lễ đài nghe Thảo. Tin anh nghe Thảo. Dù người đời có nói gì, dù ba mẹ anh có nói gì, anh cũng bỏ qua hết đúng không? Đúng, đúng. Bỏ ngoài tay hết đi em. Họ có sống cho mình được ngày nào đâu. Em tin anh nha.
Ủa con, sao tự nhiên soạn đồ đi đâu vậy? Tính đi đâu hả? Con quyết định rồi, con sẽ dọn ra ở riêng. Ủa, sao tự nhiên lại đi ra ở riêng? Bộ có chuyện gì hả? Nói cho mẹ nghe coi, nói đi con. Ba với mẹ không chấp nhận Thảo cũng được, nhưng con phải có trách nhiệm với Thảo. Trời ơi Minh ơi, ba mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà sao con không chịu hiểu vậy hả Minh? Ba mẹ mới chính là người không chịu hiểu. Ba mẹ thương con kiểu gì vậy? Con là người làm có lỗi thì con phải chịu trách nhiệm chứ. Trời đất ơi, sao bữa nay lớn tiếng nói chuyện với mẹ vậy đó hả? Mẹ nghĩ sao cũng được, nhưng mà con quyết định rồi. Không có đi đâu hết, đi vô nhà đi. Con phải đi. Mẹ đã nói là không có đi đâu hết, con có nghe không hả? Con ở nhà cũng được, nhưng với điều kiện là ba với mẹ phải chấp nhận Thảo. Mẹ nhắc lại cho con một lần nữa, không bao giờ mẹ chấp nhận. Con hãy quên con bé đó đi. Đi lên phòng đi, con đứng đây một hồi, ba con đi làm về là con chết giọng đó. Ba với mẹ sao vậy? Đứa con trong bụng của Thảo là cháu nội của ba với mẹ đó. Nè, mẹ nhắc cho con nhớ một lần cuối cùng, không bao giờ mẹ chấp nhận cái thứ chữ quan đó bước chân vô nhà mình. Nghe rõ chưa? Không có cháu nội cháu ngoại gì hết đó. Đi vô. Minh, Minh, con đi đâu vậy con? Minh. Nhìn cũng được quá ha. Anh thấy căn này cũng không có quá lớn, nhưng mà cũng đủ cho hai vợ chồng mình sinh hoạt rồi. Nhưng mà em thắc mắc, sao anh không chịu ở chung với anh Tuấn đi, cho đỡ tốn tiền. Thôi, anh thấy hai vợ chồng mình dọn ra ở riêng tiện hơn mà. Với lại phụ nữ không thích làm dâu, cũng như anh không thích ở rể. Với lại em cũng đã bảo lưu kết quả học tập rồi, em sẽ đi làm cùng anh. Sao em không ở nhà? Anh đi làm được rồi. Có sao đâu, người ta có bầu 7 tháng còn đi làm được, em mới có mà. Với lại em cũng muốn có một ít cho con mình. Em quyết định rồi, em sẽ đi làm. Vợ anh mà thích á, sao anh từ chối được? Mà vợ anh thích đi làm gì nè? Nhiều việc mà, thiếu gì việc để làm. Nhân viên siêu thị nè, làm ở cửa hàng tiện lợi nè. Nói chung muốn là được thôi. Thôi gì cũng được. Chỉ cần mình thương nhau thôi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Ủa, ba. Đi về. Con không về, ba về nhà đi. Tao nói mày đi về. Con nói là con không về. Ba đi về nhà đi. Đi. Ba làm cái gì vậy? Buông con ra coi. Tao kêu mày đi về. Con nói là con không về. Hôm nay mày xô ba, hôm nay mày xô ma mày đó. Được. Vậy thì tao nói cho mày biết, hôm nay mày không đi với tao về nhà thì mày đừng bao giờ lết cái mặt mày về ngôi nhà của tao với mẹ mày nữa.
con cũng nói cho ba biết nè. Đây là nhà của con. Cái gì? Đây là nhà của mày. Nhà thuê. Nhà này là nhà thuê. Nhà của mày á là có tao với mẹ mày kia. Ba đi về đi. Về đi ba, làm ơn đi ba. Cái thứ công tử như mày trói gà không chặt thì ra đường chỉ có cặp đất mà ăn thôi, chứ không có làm gì hết trơn á. Ba cứ chờ đi. Mày thách thức tao hả? Mày hết chống đối tao, giờ mày thách thức luôn tao. Chống mắt lên coi mày. Chờ đi. Được. Còn mày, còn điếm kìa, mày nhìn tao cái gì hả? Ông chửi ai đó? Tao chửi mày chứ chửi ai? Ông lớn chặt cái đầu rồi mà ông còn ăn nói kiểu đó. Thảo, em im đi Thảo. Mình, mày thấy chưa? Con vợ mày đó, mày coi nó là vợ mày, nó chửi ba mày đó, ông già mày đó. Đi về, không nói nhiều. Ba đi về đi. Đi về. Đi con về. Con nói về. Ba đi về đi. Không. Con nói là con không về. Ba đi đi. Về. Ba đi giùm con đi. Đây là nhà của con. Minh. Minh. Về với tao. Minh. Mất cửa. Minh. Đi về với tao. Đi về. Mất cửa. Minh. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em đâu Thảo. Thôi mà. Thôi mà anh thương nha. Anh thương nhiều. Thôi nín nín nín. Thôi. Nín anh thương. Trong nước của chúng ta đang tăng mạnh. Dạ em xin giới thiệu. Alo. Dạ em chào chị Hồng. Em tên là Minh. Dạ theo em được biết thì chị đang có nhu cầu tìm hiểu về. Alo. Alo. Dạ em chào chị Xuân. Em tên là Minh. Dạ. Alo. Vô cái đi. Vô. 2, 3, vô. Vô. Ủa rồi, dạo này thấy làm người lớn sao mày? Thì cũng thường thôi, có gì đâu. Mà tao hồi nào giờ vẫn là người lớn mà. Ghê mày. Vậy sao, đi làm xong không về với vợ con, qua đây làm cái gì? Tụi mày đang đuổi khéo tao. Đâu có. Thì tao hỏi thử coi người lớn là gì. Thôi mày ơi, đừng chọc nó nữa. Lâu lâu anh em nhậu một bữa, đúng không Minh? Vô nè. Vô. Mày nói đúng á. Nói chứ à, bữa giờ đi làm sao rồi? Cũng bình thường à. Ừ mà tụi mày có tiền không? Cho tao mượn ít đi. Tao mới dọn ra ở riêng, phải đóng tiền nhà, tiền cọc. Bây giờ tao hết tiền, cuối tháng mới có lương. Ủa, chứ ông bà già mày không lo mày hả? Ừ. Tao tự xử hết á. Sao tao thấy bình thường ông bà chiều mày lắm mà. Chuyện dài lắm. Nói chung là ông bà già tao không có chấp nhận Thảo.
nên tao với Thảo dọn ra ở riêng. Đù, thằng này bản lĩnh. Hay mày, good. Chứ sao, vô đi. Ủa, vậy còn Thảo, anh trai nó đâu? Bọn cho tiền hả? Thôi mẹ ơi, tao là con trai mà tự nhiên có vợ đi qua nhà vợ xin tiền, nhục lắm. Sao tụi mày đánh trống lãng hoài vậy? Có tiền cho tao mượn nhanh đi. Nó hỏi mày kìa Bảo. Tao hả? Ừ. Mày cũng thấy rồi đó, tao có đi làm gì đâu mà có tiền. Còn mày? Tao cũng giống như thằng Bảo thôi, có đi làm gì đâu. À, tao còn 200. Hay mày cầm đỡ đi ha. Nè. Hai trăm. Chán tụi mày thiệt chứ. Thôi mày cầm luôn đi. Thằng này tiền chê mày. Không phải là tụi tao không muốn giúp mày, nhưng mà mày làm môi giới chứng khoán đúng không? Ừ, còn sao? Thì mày phải có một chút kiến thức trong đó, biết mã nào đang ngon mà. Đúng rồi. Hên xui lắm mày ơi. Bây giờ cho hên đi, một tuần sau nó tăng 10%. Ví dụ như cho đầu tư 5 triệu thì một tuần sau tao có 5 triệu rưỡi. Có thấm vô đâu. Đâu, tao thấy mấy sàn nước ngoài tụi nó dùng đòn bẩy. 1 ăn 10, bỏ 1 mua 10, chỉ cần tăng 10% thôi là mày được 100%. Lỡ như nó giảm 10% thì tao mất trắng. Nhưng mà tao thấy thị trường nó đang tăng mà. Mày đầu tư vô mấy ông lớn như là Apple nè, Nike nè, Amazon rồi đó, làm sao mà nó sụp được? Thì cứ cho là vậy đi. Mà vợ tao có tiền. Nói gì, bóc cái bát họ có tiền liền. Đúng rồi. Thôi mẹ ơi, tao không đụng vô trò đó đâu. Thằng này đã nghiện con gái nữa. Chứ bây giờ mày không làm vậy á, sao có tiền? Dạ, nãy giờ có lâu không? Dạ, không lâu anh. Tiền á, mẹ em hỏi anh á, chú về 20 đúng không? Dạ. Trừ phí ra thì còn 16. Em coi á, mà đóng cho đúng hạn, còn quá hạn á, lại tính theo ngày, cũng căng lắm á. Em coi mà lo liệu đi. Tiền của em nè, đếm lại đi. Dạ đủ rồi anh. Cứ vậy đi, anh về nha. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Sao vợ anh về trễ vậy? Hôm nay em làm 2 ca luôn. Làm vậy sức đâu mà chịu nổi. Chỉ hôm nay thôi, tại vì bà kia bà bận nên em thay ca bà. Nhưng mà cũng không sao, hôm nay khách vắng lắm, em cũng không thấy mệt lắm. Rồi em ăn gì chưa? Em ăn ở chỗ làm rồi, anh ăn chưa? Anh ăn có mì rồi. Cái gì? Ăn mì hoài vậy? Anh hết tiền đúng không? Không phải, anh thay đổi khẩu vị thôi. Đưa bóp đây. Chi vậy? Kiểm tra thôi. Tiền anh để trong ngân hàng hết rồi. Với lại thời buổi giờ mà giữ tiền trong bóp làm gì? Em làm gì? Em đưa cho anh một ít để anh xài á. Từ bữa giờ anh đóng cọc tiền nhà chắc cũng hết tiền rồi chứ gì. Tiền này á là của anh Tuấn cho em để tụi mình trang trải á. Anh cứ giữ mà xài đi. Cảm ơn em. Cảm ơn gì? Giờ em với anh ở chung rồi, em cũng có trách nhiệm chứ. Anh lo tiền nhà thì em lo tiền ăn. Anh yêu em. Giỏi quá ta, hôm nay không cần đợi em nhắc luôn.
anh đang cố gắng hết sức. Anh muốn sau này vợ chồng mình ở trong căn nhà thiệt khang trang, lúc đó vợ không còn đi làm nữa, còn chúng ta cũng học trường tư. Mơ cao vậy hả? Anh sẽ làm được mà, em tin anh nha. Thì em tin anh mà. Em đi tắm đây. Ừ, tắm đi. Dạ, em chào anh Thiết, em tên là Minh. Hôm nay em xin giới thiệu về thị trường chứng khoán hôm nay. Dạ. Alo. Alo. Dạ, em chào anh Vĩ, em tên là Minh. Dạ. Alo. Dạ, em xin 5 phút thôi anh. Dạ dạ. Tao đang đẩy, tao đang đẩy. Thủ nhà. Rồi rồi, tao biết về. Đừng để nó về nha. Dí nó đi, đừng có để nó về. Má nó về luôn rồi kìa. Mẹ nó. Có chân kìa. Ủa? Tưởng giờ này còn đi làm chứ. Làm gì mà căng vậy ba? Hai thằng mày là hai thằng khốn nạn. Ê, tự nhiên mày chửi tụi tao. Tao nghe lời tụi mày, đi mượn nợ, đánh đòn bẩy. Bây giờ tao mất trắng rồi. Trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Ủa Mày trẻ con vừa thôi chứ mày. Trưởng thành lên đi ba. Mày nói trẻ con. Tao nói mày á. Chó. Mày vô lý vừa thôi. Chuyện của tụi tao á là góp ý cho mày, còn làm hay không á là quyền của mày. Chứ giờ sao quay qua đổ thừa tụi tao được. Tụi mày được lắm. Lúc tao xin mượn tiền, tụi mày không cho thì thôi. Còn số 7 nè nè, mày là cái thằng trong nghề, mày phải rành hơn tụi tao chứ. Lúc mày ăn mày có cho tụi tao đồng nào không? Giờ thua quay qua đổ lỗi. Mày vô lý vừa thôi. Mày đúng là thằng đàn bà Minh à. Nói ai đàn bà? Nói thằng chó. Mẹ ơi, nè, đi hả? Chết đi mày. Tao đang bị điên đó. Đây là nhà tao, mày đi về đi. Tao thật là ngu mới coi tụi mày là bạn. Hồi nãy tao nói mày đúng lắm. Mày là thằng đàn bà thì đi kiếm cái váy mà mặc vô đi. Ha. Chó. Mày nói đàn bà. Mày nói mẹ mày. Mày làm gì vậy Minh? Tao nhịn mày đủ rồi nha. Đây là nhà tao, mày đi về đi mày. Về coi lại bản thân mày đi. Tụi mày, hai thằng chó. Má nó. Hết thuốc chữa rồi. Anh về rồi hả? Ừ. Em vừa nấu cơm xong, anh ăn luôn đi cho nóng. Ăn đi rồi lát nữa đi tắm sao? Ừ. Cảm ơn vợ. Anh sao vợ? Ừ. Công việc không tốt hả? Đâu có đâu.
Vợ của anh nấu ngon quá ta. Có chuyện gì á là anh phải nói cho em biết đó nha. Em cũng muốn được chia sẻ với anh mà. Anh biết rồi, đâu có chuyện gì đâu. Anh chỉ hơi đau đầu thôi. Vậy thôi anh ăn đi, lát nữa em đi mua thuốc cho anh. Thôi, vợ ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đi mua được rồi. Anh là con trai mà. Mình làm được. Ông nè, bộ ông không có nhớ nó thiệt sao? Cái bà này, sao tối ngày bà cứ vậy hoài? Tôi nói rồi, mấy hôm nữa hết tiền, tự động nó quay về. Bà lo làm gì? Ông nói vậy sao được? Nó là thằng con trai duy nhất của mình mà, không lo cho nó sao được. Hồi nào tới giờ nó ở nhà, một tay tôi chăm sóc nó, từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ nó đi như vậy rồi, không biết con nhỏ đó có chăm sóc cho nó được tử tế đàng hoàng không. Nghĩ mà xót đứt cả ruột gì đó. Bà thôi đi, sao tối ngày cứ vậy hoài à hả? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần, nó lớn rồi, nó đủ lông đủ cánh rồi, tự động nó sẽ thích nghi. Ông nè, hay là mình đồng ý cho nó cưới con nhỏ kia nha ông. Bà mới nói cái gì vậy? Hả? Chứ bây giờ ông tính coi. Tôi nói không là không. Ông cứ như vậy hoài à. Cái thứ mất dạy đó, không bao giờ có cơ hội bước chân vô căn nhà này.
Tôi không biết đâu. Ông cứ gia trưởng như vậy, ông cứ như vậy rồi, rồi mình mất con sao ông? Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần nữa? Hả? Khi nào nó hết tiền là tự động nó bò về, bà nghe chưa? Nhưng mà rủi, nó làm sao nó có tiền rồi, cái tới lúc đó nó không chịu về nhà mình nữa. Tới đâu rồi tính. Ăn cơm đi. Ăn đi. Ủa, giờ đợi anh đi làm về hả? Tiền của em đâu? Tiền gì? Tiền em để trong tủ đâu? Thì em để chỗ nào thì nó nằm ở chỗ đó. Anh đâu có biết. Anh không biết thiệt không? Nhà này có hai người à. Anh đừng có lòng vòng nữa, tốn thời gian. Tiền đâu? Anh nói lại với em lần cuối, anh không có lấy. Anh là con người vậy á hả? Anh không những vô trách nhiệm mà còn dối trá nữa hả? Cái gì? Em nói anh vô trách nhiệm hả? Ừ. Vì em mà anh cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà để đi theo em sống. Bây giờ em nói anh vô trách nhiệm. Nếu anh có trách nhiệm thì anh nhận đi. Đàn ông dám làm phải dám nhận chứ. Lấy xong rồi chối vậy hả? Đúng. Anh nhận rồi đúng không? Anh nhận là lấy tiền rồi đúng không? Anh cần tiền đến vậy hả? Anh lấy tiền để làm gì? Anh đầu tư. Anh đầu tư cái gì? Bộ tôi mượn anh đầu tư giùm tôi hả? Anh có biết 10 triệu đó là 2 tháng lương của tôi không hả? Trả tiền lại đây. Anh lỡ mang lên sàn giao dịch rồi, mai anh rút ra cho. Sàn nào? Mở máy lên. Bây giờ anh mở máy ra em cũng có hiểu gì đâu. Anh mở làm gì? Sao lại không hiểu? Anh nên nhớ là tôi đang học đại học đó, còn anh chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng thôi. Anh đừng có khinh thường tôi như vậy. Mở máy lên. Cái gì đây? Không, đâu có gì đâu. Thị trường tuột dốc cắm đầu vậy mà anh nói là không có gì hả? Rút tiền ra. Rút hết ra nhanh lên. Cái gì? Còn có 84 đô hả? 10 triệu của tôi cũng phải hơn 420 đô. Mà bây giờ còn 84 đô. Nó có mấy phần trăm thôi chứ đâu phải là rớt 80% đâu. Tiền nó hết rồi Minh. Minh, nói thiệt với em đi, anh đang dùng đòn bẩy đúng không? Tiền đó là tiền lo cái ăn cho cái nhà này nè, rồi mấy tháng tới ăn cái gì anh có biết nghĩ không hả? Tại sao anh làm vậy? Nói đi, anh nói cho đáng mặt đàn ông đi, đừng có im lặng vậy nữa. Anh xin lỗi. Đừng có xin lỗi nữa. Giờ xin lỗi thì được cái gì? Tiền đây, trả tiền lại hết đây. Trước đó anh có mượn người ta 16 triệu để đầu tư.
mà mất trắng. Anh mới lấy tiền của em để anh gỡ. Anh còn đi mượn tiền của người khác nữa hả? Được rồi, Thảo. Thảo, em nghe anh nói đi Thảo. Em đi đâu vậy Thảo? Anh nghĩ xem tôi sẽ đi đâu. Anh xin lỗi em Thảo. Anh buông ra đi, tôi không thể nào sống với loại người như anh được. Buông ra. Thảo. 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 Ủa, mới đi có vài bữa mà. Ủa, Minh đâu? Thôi thôi thôi, nín. Có anh hai rồi. Có anh hai rồi nha. Ở nhà với anh hai nha. Nha. Thôi nín nè, để con ra đen lo. Không có gì hết nha. Thôi nín. Nghe lời anh hai nín đi. Anh Bảo, em tên là Minh. Thị trường chứng khoán trong nước của chúng ta đang tăng rất là mạnh. Dạ anh có nhu cầu không ạ? Dạ dạ, số điện thoại của anh luôn phải không anh? Dạ dạ dạ, em nhắn liền. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, em chào chị Hằng, em tên là Minh. Dạ, theo em được biết thì chị đang có nhu cầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán ở Hà Nội hôm nay. Dạ. Chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Dạ dạ. Dạ cho em hỏi là chị nhận được chưa ạ? Dạ dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ. Dạ em Minh nè. Dạ em có hẹn anh để trả nợ cho anh. Dạ đúng rồi, em là người hôm qua anh hẹn em á. Dạ. Dạ dạ. Nằm im. Mày mà la lên tao đâm chết mày mày đó.
Ê, ê, dậy mày, nè, sao ngủ ở đây, nè, dậy. Dậy mày. Sao mày ngủ ở đây? Tối qua đi chơi quá rồi về nhà không nổi hả? Tiền của em, tiền của em, tiền của em mất rồi. Mày nằm ngủ ngoài đường kiểu này sao không mất được? Không, em không có ngủ. Em đứng ở đây để em trả tiền cho anh. Rồi có thằng nào đi ngang, nó lấy cây nó sáng vô đầu em. Nó lấy tiền em rồi. Mày nói thiệt không? Hay giỡn trò để khất nợ? Không, em dám khất nợ anh đâu. Đưa tao coi coi. Vậy là mày bị cướp thiệt rồi. Số mày đen thiệt chứ. Rồi mày có nhớ mặt thằng đó không? Nó nhanh quá em không có nhớ. Em chỉ kịp nhớ cái biển số nó thôi à. Biển số nó là 51Y51Y4 6641. Mày nói gì ông nội tao cũng không biết nữa. Thôi lên công an trình báo đi. Còn bây giờ á, tao sẽ cho mày khất nợ lại, không tính thêm lãi. Nhưng mày về cố gắng sắp xếp mà giải quyết cho tao. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Xin lỗi hai đứa mày. Hôm trước tao sai. Thôi, chuyện cũng qua lâu rồi. Một phần á cũng do lỗi của tụi tao. Rồi nay mày sao rồi? Nay tao xui quá. Tao cầm tiền đi trả nợ cho người ta, rồi thằng nào lấy cây đập vô đầu tao. Nó lấy tiền tao hết. Vậy? Má mày nói thiệt hả? Ừ. Mày nói thiệt không đó? Đầu tao sưng một cục nè. Đâu? Coi dạ. Coi. Ôi, đau mày. Thằng... Má mày xui thiệt mày ơi. Mày đi khám gì vậy? Ba đồ quỷ này khám gì? Mày báo công an chưa? Tao mới trở về. Má giờ cái lãi phải trả người ta chua lắm chứ bộ. Rồi lấy tiền đâu ra trả? Người ta cho tao khất. Nhưng mà tao đến đây để nhờ bọn mày nè. Tụi mày biết thằng đó là thằng nào không? Mày thấy mặt nó hả? Có giống thằng nào ở trong khu này không? Không. Mà tao nhớ chiếc xe nó. Nó chạy chiếc quay nhỏ, biển số là 6641. À đúng rồi, 6641. Mà quay thì cũng khó lắm người ta mới tìm ra được mày ơi. Công an nói với tao á, bây giờ tìm được chiếc xe đó cũng khó lắm. Nó là xe ăn cướp. Mà cho dù tìm được, không lấy lại được tiền đâu. Nó chạy chiếc quay màu đen, có cái đèn nhan màu cam ở trên đó đúng không? Đúng rồi. Này hay bây. Hôm bữa đi đá gà, tao gặp cái thằng chạy chiếc xe biển số y chang vậy á. Tao còn cho nó mượn 200 ngàn nữa. Rồi mày biết nó ở đâu không? Sao nữa? Biết. Ai vậy? Tao bảo bữa cho mày mượn tiền nè. Mày kiếm tao có gì không? Thì nhậu chứ làm gì mày. Nhậu hả?
Ừ. À, chào xíu, chào xíu. Vô. Mồi ngon không đó nha. Vô. Ngồi đi, ngồi đi. Ngon mày. Sao? Bữa giờ sao rồi? Sao là sao? Bữa giờ có đi làm gì đâu. Làm ăn gì được không? Ê, thời buổi này mà mừng ăn gì. Rồi hôm nay mắc gì đủ tao nhậu vậy? Thì buồn quá, qua rủ mày nhậu cho bớt buồn. Vô. Vô. Lâu ngày mới gặp lại. Ngon ngon ngon. Vô. Bữa nay là không sai không về. Không sai không về. Đúng rồi. Quá chán rồi. Mày biết tính tao đó. Ở cái đất Sài Gòn này, tao chưa bao giờ ngán thằng nào. Đụng tới tao là xin chết mẹ nó luôn. Bác thì hay rồi, em có dám nói gì đâu. Tao đây là tao không có ngán thằng nào hết. Đúng rồi, bác là nhất. Ngày xưa tao từng chấp 10 thằng. Một mình tao chấp 10 thằng. Bác lại nhất rồi. Sao nóng người quá. Tao nằm chút xíu nha. Vì mới uống mấy ly mà mệt rồi. Nóng quá. Ơi. Nóng quá. Ơi. Dậy uống nữa nè. Nằm chút đi. Trời. Mới uống có mấy ly à. Ê. Đi đâu vậy? Ngã. Kêu mấy thằng bạn qua nhậu chung nữa cho nó vui. Kêu thêm ra nhậu chơi. Mày nó hay. Vậy bây giờ mày cần ba nghe. Ai vậy? Bạn. Thêm bạn thêm vui. Sao mày quên mặt tao nhanh quá vậy? Mày là thằng chó nào. Đi nhậu kiểu gì mà đem cây tới đây mày. Để tao đập chết mẹ mày chứ làm gì. Ai quá. Mày con chết mẹ mày đi. Ăn cắp mày đi. Thôi. Được rồi mày. Đủ rồi. Mày quýnh hồi nữa nó chết là cái đám đi tù á. Tao với mày trói nó lại. Mình đi kiếm cái bóp của mày đi. Lục người nó thử coi. Bỏ tao ra coi. Điện coi. Bỏ tao ra. Thấy rồi tụi bay. Rồi. Tụi bay bỏ tao ra coi. Im mồi chó mày lại. Đúng coi không? Mẹ tụi mày. Bỏ tao ra coi. Coi coi đủ không? Đủ. Bỏ tao ra, tao xin chết mẹ tụi bây giờ. Im mồi chó mày lại mày. Alo. Dạ, em có lên phường á. Dạ. Em báo bị mất cái bóp á. Dạ, em tìm được thằng ăn cướp rồi. Em lấy lại được tiền rồi. Mà còn chiếc xe bị ăn cướp nữa. Cũng ở đây luôn. Dạ dạ. Để em gửi định vị cho anh. Dạ dạ. Dạ. Bố mày ở đây nha. Lát nữa công an tới á, hốt bố mày đi. Thả tao ra. Tao làm gì đâu trói tao. Thả tao ra coi. Ủa? Mẹ. Minh. Sao vậy con? Sao mà nhìn con hốc hác ốm vậy nè? Con ốm hơn xíu nào đâu. Rồi tính để cho mẹ đứng đây nói chuyện luôn hả? Dạ, mẹ vô nhà đi. Mẹ ngồi đi mẹ. Con đi lấy nước.
Uống nước đi mà. Minh, bộ con không nhớ hai ông bà già này hả? Sao mấy tháng nay rồi không về thăm mẹ được một lần vậy? Con cũng định về mà ba cấm bước chân vô nhà luôn rồi. Trời ơi, cái lúc đó ổng nóng, ổng giận lên, ổng nói vậy thôi. Con tưởng thiệt hả? Con về với mẹ đi. Giờ con thấy ở đây thoải mái hơn. Ủa, vậy chứ hồi nào tới giờ con ở nhà với ba mẹ con không có thoải mái hả? Từ nhỏ tới lớn á, con muốn cái gì ba mẹ cũng chịu con hết á. Nhưng mà giờ con thích chỗ này hơn mẹ. Minh, ba mẹ chỉ có một mình con là con thôi đó. Con không có nghĩ cho con thì con cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ. Bây giờ con về nhà đi. Rồi cái con muốn gì ba mẹ cũng chịu con hết hả? Cái đó là mẹ nói thôi chứ ba. Ba con cũng chịu mà. Vậy sao ba không tới đây đón con? Trời ơi, thì bây giờ nè, mẹ đã đích thân tới đây, mẹ nói với con rồi. Chứ còn muốn sao? Chứ còn muốn ba con tới đây ẵm con về nữa hả? Nhưng mà bây giờ cho là ba với mẹ chấp nhận đi. Nhưng mà nhà người ta có chấp nhận hay không á, đó là một chuyện nữa. Ủa, mà con Thảo nó đâu? Đi làm hả? Bữa nay chủ nhật nó cũng phải đi làm hả con? Dạ không, Thảo về nhà anh trai của Thảo rồi mẹ. Ủa, vậy nó không ở đây chung với con hả? Mà thôi, mẹ về trước đi, để con qua nhà Thảo nói chuyện nữa. Thôi đi, sẵn xe rồi đi về với mẹ luôn. Thôi mà, mẹ về trước đi. Sao vậy? Con qua nhà Thảo nói chuyện mà. Chứ sao không về với mẹ luôn? Thôi mà, mẹ về trước đi, con về mà. Rồi nhớ về với mẹ liền dạ, nha. Dạ, dạ, con biết rồi mà. Hả, mẹ về đi. Mày tới đây chi mày? Em tới đây đưa vợ em về. Trong cái nhà này không có ai làm vợ mày hết nha. Nó quậy nữa bà tao tát bể mặt mày giờ. Em trả hết nợ rồi, còn mang tiền tới đây để trả cho Thảo. Tiền ở đâu mà có? À, mày xin ông bà già mấy gì? Hay bán xì ke? Dạ không, lâu rồi em chưa về nhà. Em làm công việc đàng hoàng mà. Ủa mà làm công chuyện gì mà hai tháng mà dư 30 triệu? Ủa mày làm giám đốc ha? Em nghe lời Thảo rồi chịu khó cài thôi. À, Thảo, anh tới đón em về. Nãy giờ anh nói thiệt á hả? Thiệt. Hôm nay nhìn anh ốm quá. Anh cũng bình thường. Nhớ em không? Anh nhớ em lắm. Anh đã cố gắng để chuộc hết mọi lỗi lầm, hôm nay mới dám tới gặp em. Về nhà với anh nhé. Mà anh Tuấn, ba mẹ em chấp nhận Thảo rồi đó anh Tuấn. Gì? Mày thiệt hả anh? Thiệt, anh nói thiệt mà. Thôi không được nha. Không được à? Em tao không phải là món hàng. Ba mẹ mày nói chấp nhận là chấp nhận, muốn bỏ là bỏ hả? Đâu có được, quên cái chuyện đó đi. Anh Tuấn. Anh Tuấn cái gì mà anh Tuấn? Em tao vất vả nuôi khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng. Có đâu mà ông bà già mày chửi rủa không còn hệ thống gì. Giờ mày quay lại mày nói là ông bà già mày chấp nhận. Quên đi, quên đi. Ông bà già mày không có giá trị gì hết á. Dẹp. Em xin lỗi. Em á, đem về em nói chuyện với ba mẹ em. Tổ chức một đám cưới thiệt là đàng hoàng cho em với Thảo. Không có đơn giản vậy đâu. Có nói á thì kêu ông bà già mày đi qua đây xin lỗi con Thảo đàng hoàng. Ăn nói cho hệ thống vô, người lớn cho ra vẻ người lớn xíu. Lúc đó tao mới xem xét lại. Như vậy có quá đáng không anh? Không có quá đáng gì hết á. Như vậy là bao dung với gia đình của nó lắm rồi.
Dạ, em sẽ về nói chuyện này lại với ba mẹ em. Anh sẽ làm được mà đúng không? Được, anh sẽ làm được. Cái gì vậy Minh? Mày nói cái gì? Bây giờ mày kêu ba với mẹ qua nhà nó xin lỗi làm sao? Hả? Tao nói cho mày nghe nghe, tao đã chấp nhận nó bước vô cái gia đình này á là phước đức của nó lắm rồi. Bây giờ ở đó mà mày kêu tao qua đó xin lỗi, gia đình bên nó không qua bên đây cảm ơn thì thôi, chứ ở đó thôi đi mà. Mày qua đó mày nói gia đình nó đó, nằm mơ đi. Ba, nhà mình sai thì nhà mình xin lỗi, có làm sao đâu ba. Sai? Tao sai cái gì? Gia đình này sai cái gì? Con làm con nhà người ta có bầu, gia đình mình không tổ chức đám cưới đàng hoàng cho con người ta thì thôi, ba còn chửi con người ta không ra thể thống gì hết. Sai, quá sai rồi đó ba. Đó là suy nghĩ của mày. Thôi, đó chỉ là suy nghĩ của mày mà thôi. Cái thứ con gái đó là cái thứ con gái lẳng lơ không ra gì. Tao nói lại một lần nữa, nó được chấp nhận vô cái gia đình này á là phước đức ba đời và nó để lại được kìa. Thôi, ba nói vậy thì con thua. Ông đó, ông có thể bình tĩnh nghe con nó nói một lần được không? Nghe con đi ông. Còn ba nữa đó, mày im đi. Nó là con tôi chứ không phải là ba tôi. Trời, con tính đi đâu vậy? Con đi về với vợ con. Trời ơi Minh ơi, sao con đòi đi nữa vậy? Con đừng có đối xử với mẹ như vậy nữa. Con cứ bình tĩnh, con ở nhà đi, rồi cứ từ từ mẹ nói với ba con. Qua nhà người ta nói chuyện cho đàng hoàng, rồi cưới hỏi đàng hoàng. Con muốn gì cũng được hết trơn á. Ba làm gì vậy? Ông nín đi. Ba, sao ba cố chấp quá vậy? Nhà mình làm sai thì mình qua nhà người ta xin lỗi, ba cũng là người lớn rồi mà. Mày nói cái gì? Thằng mất dạy, đi ra khỏi nhà tao. Đi. Ông Minh, Minh, ông thấy chưa? Ông nóng nảy rồi được cái gì? Mình mất con rồi đó, ông thấy chưa? Vừa lòng ông chưa? Con ơi, em ăn cái này đi. Ê, nè, ăn cái này tốt cho thai nhi nè. Hai người gấp cho em nhượng vậy sao em ăn hết được? Từ từ ăn. Tuấn. Dạ. Ba mẹ em suy nghĩ sao anh không biết, nhưng mà quan trọng bây giờ hai đứa phải yêu thương nhau, sống với nhau chân thành, vậy là anh vui rồi. Dạ em cũng nghĩ vậy. Em nghĩ là từ từ ba mẹ em cũng nhận ra. Sau này cứ để sau này, nghĩ quan trọng là bây giờ này, hai đứa phải hết sức yêu thương nhau, bao dung cho nhau, không được giấu giếm nhau bất kỳ điều gì cả. Cũng đừng nên tự ý quyết định những chuyện gì to tát của mình. Hai cái đầu lúc nào cũng hơn một cái đầu, đúng không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi mình cũng cần phải trung thực với nhau nữa. Yes, madam. À, thí dụ sau này có khó khăn gì á, cứ nói với anh hai, anh sẽ cố gắng giúp bằng hết sức của mình. Anh thì cũng lớn hơn tụi em, ít nhiều thì kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, phải không? Cho nên là có gì cứ nói, anh sẽ chia sẻ nha. Dạ. Dạ. Ăn đi. Mà anh hai không định lấy vợ hả? Anh sắp già rồi kìa. Có chứ, tính xíu nữa đi ra chợ lấy vợ. Nhỏ này vẫn hay. Lấy vợ mà giống đi mua đồ á. Phải từ từ, công việc ổn định, tương lai ổn định, gặp đúng người mới lấy vợ, phải lấy đại lấy càng đâu. Em tưởng đâu là anh thích con trai chứ. Tồi lâu. Anh không lấy vợ là tại vì anh bận lo cho mày á. Em thấy Thảo nói đúng rồi á. Bây giờ Thảo là em lo rồi, còn anh á, anh yên tâm á, lo chuyện cuộc sống riêng của mình đi. Chưa, 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 chưa. Anh phải quan sát coi hai đứa sống với nhau như thế nào đã. Ăn đi. Ăn nhiều vô em. Nói ăn cái này nè, tốt cho thai nhi nè. Đừng có gấp thịt cho nó nữa. Gấp trái cây á, gấp thịt vật, tốt.